Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phong thủy nhà bếp cho người tuổi Hợi gồm các tuổi Kỷ Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi, Ất Hợi và Đinh Hợi. Phong thủy nhà bếp cho người tuổi Kỷ Hợi. Thưa quý vị, theo quan niệm của thuật phong thủy của người xưa, bếp đóng một vai trò quyết định sự thịnh vượng, nguồn tài lộc của cả gia đình. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo tập phần chi tiết cụ thể. Năm sinh âm lịch Kỷ Hợi, khỏe mệnh Khôn Thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh, ngũ hành Bình Địa Mộc, tức là cây ở đồng bằng. Hướng tốt Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí, Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y. Hướng xấu Bắc Tuyệt Mệnh, Đông Hỏa Hại, Đông Nam Ngũ Quỷ, Nam Lục Sát. Thưa quý vị, sinh khí có nghĩa là thu hút tài lộc, danh tiếng, tham quan phát tài. Thiên Y là cải thiện sức khỏe, trường thọ. Diên Niên là củng cố các mối quan hệ trong gia đình. Phục Vị là củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử và trong công việc học hành. Hỏa Hại là không may mắn, thị phi, thất bại. Ngũ Quỷ là mất nguồn thu nhập, mất việc làm. Lục Sát là xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng. Tuyệt Mệnh là phá sản, bệnh tật. Thưa quý vị, nếu nhà được một trong các hướng tốt như hướng Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí, Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y, thì quý vị có thể đặt bếp quay về một trong các hướng tốt đó, trừ hướng nhà, vì bếp kỹ cùng hướng với hướng của nhà. Bếp nấu cũng là một yếu tố rất quan trọng, vì mọi bệnh tật vệ sinh đều sinh ra từ đó. Hướng bếp nên đặt ở hướng xấu và nhìn về hướng tốt. Theo quan niệm tọa hung hướng cát, hướng bếp có thể hiểu là hướng cửa bếp đối với bếp lò, bếp dầu, hướng công tắc điều khiển đối với bếp điện, bếp ga. Gia chủ tuổi Kỷ Hợi nên đặt bếp tọa các hướng Bắc Tuyệt Mệnh, Đông Hỏa Hại, Đông Nam Ngũ Quỷ, Nam Lục Sát. Nó có ý nghĩa như thiêu đốt đi những điều không tốt lành. Đặt bếp nhìn về các hướng tốt như Tây Bắc Diên Niên, Đông Bắc Sinh Khí, Tây Nam Phục Vị, Tây Thiên Y. Vì hướng cửa bếp là nơi đưa củi vào đáy nồi để đốt, hay hướng công tác phải đặt nó quay về hướng lành. Như thế gia đình nhanh có phúc, làm ăn thịnh vượng. Chậu rửa cũng như khu phụ được hiểu là nơi xả trôi nước, tức là xả trôi đi những điều không may mắn, nên đặt tại các hướng xấu như hướng Bắc Tuyệt Mệnh, hướng Đông Hỏa Hại, hướng Đông Nam Ngũ Quỷ, hướng Nam Lục Sát. Cửa có bếp nấu không được để thẳng với cửa chính của nhà, hoặc nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ, người nằm ngủ sẽ gặp tai ương. Bếp nên tránh đặt gần chậu rửa, tủ lạnh, tránh có cửa sổ phía sau, tránh giáp các diện tường hướng Tây. Bếp không được đối diện với cửa nhà vệ sinh, bởi vì nhà vệ sinh là nơi có nhiều vi khuẩn, có luồng không khí không tốt, dễ gây nên các bệnh qua đường ăn uống. Quý vị cũng cần tránh đặt bếp ngay dưới xà ngang, bởi xà ngang áp trên bếp chủ về hao tài tốn của. Vị trí gian bếp nên đảm bảo ánh sáng hài hòa, tránh bị quá ẩm thấp tối tăm, phải có cửa thông gió khử mùi để không khí lưu thông. Theo phong thủy, bếp còn phải tránh gió, tránh những nơi có đường đi, nếu không gia chủ sẽ gặp bất lợi với đường tài lộc. Bếp cần được đặt ở cung tương hợp vào cung sơn chủ, tức là mặt hậu của nhà, nên phải được đặt ở vị trí trong cùng của nhà. Cửa vào bếp phải tương hợp với nơi đặt bếp thì tài lộc của gia chủ sẽ phát, gia đình thịnh vượng. Bếp cũng không nên đặt trên giếng nước, hầm rút. Đặt bếp ở những vị trí này, gia chủ và người thân thường hay ốm đau, thường mất hòa khí trong nhà. Trong những ngôi nhà hiện đại, bếp thường kết hợp cùng với máy hút khói, bồn rửa chén. Quý vị cần đặt máy hút khói ngay trên bếp, còn bồn rửa chén thì không được cao hơn bếp, cách xa nơi đỏ lửa ít nhất 60 cm. Bàn ăn trong nhà bếp không được đặt dưới rầm hoặc xà ngang, vì nó tạo cảm giác bị đè nén, không thuận lợi cho đường công danh của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Gia chủ tuổi Kỷ Hợi nên chọn các màu sắc trong bếp là màu gỗ mộc. Tủ bếp hiện đại thường làm bằng gỗ chống cháy, kết hợp với mặt đá, gạch men và nhựa tổng hợp. Nhưng dù bằng vật liệu gì thì bề mặt bàn và tủ bếp nên nhẵn và bóng, và phải giảm các chi tiết rối mắt, tránh nhiều khe hốc khó làm vệ sinh. Phong thủy nhà bếp cho người tuổi Tân Hợi. Thưa quý vị, theo quan niệm của thuật phong thủy của người xưa, bếp đóng một vai trò quyết định sự thịnh vượng, nguồn tài lộc của cả gia đình. Việc bày biện bếp ra sao và đặt bếp hướng nào thì hợp phong thủy với người tuổi Tân Hợi, thì xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết. Thưa quý vị, năm sinh âm lịch Tân Hợi, khỏe mệnh Khôn Thổ, thuộc Tây Tứ Mệnh, ngũ hành Thoa Xuyên Kim, tức là vàng trang sức.
hướng tốt đông bắc sinh khí, tây bắc di niên, tây thiên y, tây nam phục vị, hướng xấu đông họa hại, bắc tuyệt mệnh, nam lục sát, đông nam ngũ quỷ. Thưa quý vị, sinh khí có nghĩa là thu hút tài lộc, danh tiếng, tham quan phát tài. Thiên y là cải thiện sức khỏe, trường thọ. Diên niên là củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu, tình bạn và tình đồng nghiệp. Phục vị là củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử và trong học hành. Họa hại là không may mắn, thị phi, thất bại. Ngũ quỷ là mất nguồn thu nhập, mất việc làm, xung đột. Lục sát là xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận kiện tụng. Tuyệt mệnh là phá sản, bệnh tật. Thưa quý vị, nếu nhà được một trong các hướng tốt như hướng đông bắc sinh khí, tây bắc diên niên, tây thiên y, tây nam phục vị, thì quý vị có thể đặt bếp quay về một trong các hướng tốt đó, chứ hướng nhà, vì bếp kỵ cùng hướng với hướng của nhà. Bếp nấu cũng là một yếu tố rất quan trọng, vì mọi bệnh tật vệ sinh đều sinh ra từ đó. Hướng bếp nên đặt ở hướng xấu và nhìn về hướng tốt. Theo quan niệm tỏa hung hướng cát, hướng bếp có thể hiểu là hướng cửa bếp đối với bếp lò, bếp dầu, hướng công tắc điều khiển đối với bếp điện, bếp ga. Gia chủ tuổi Tân Hợi nên đặt bếp tỏa các hướng đông họa hại, bắc tuyệt mệnh, nam lục sát, đông nam ngũ quỷ. Nó có ý nghĩa như thiêu đốt đi những điều không tốt lành. Đặt bếp nhìn về các hướng tốt như hướng đông bắc sinh khí, hướng tây bắc di niên, hướng tây thiên y, tây nam phục vị. Vì hướng cửa bếp là nơi đưa củi vào đáy nồi để đốt, hay hướng công tắc phải đặt nó quay về hướng lành, như thế nhanh có phúc. Chậu rửa cũng như khu phụ được hiểu là nơi xả trôi nước, tức là xả trôi đi những điều không may mắn, nên đặt tại các hướng xấu như hướng đông họa hại, hướng bắc tuyệt mệnh, nam lục sát, đông nam ngũ quỷ. Cửa của bếp nấu không được để thẳng với cửa chính của nhà, hoặc nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ, người nằm ngủ sẽ gặp tai ương. Bếp nên tránh đặt gần chậu rửa, tủ lạnh, tránh có cửa sổ phía sau, tránh giáp các diện tường hướng tây. Bếp không được đối diện với cửa nhà vệ sinh, bởi vì nhà vệ sinh là nơi có nhiều vi khuẩn, có luồng không khí không tốt, dễ gây nên các bệnh qua đường ăn uống. Quý vị cũng cần tránh đặt bếp ngay dưới xà ngang, bởi xà ngang áp trên bếp chủ về hao tài tốn của. Vị trí gian bếp nên đảm bảo ánh sáng hài hòa, tránh bị quá ẩm thấp tối tăm, phải có cửa thông gió khử mùi để không khí lưu thông. Theo phong thủy, bếp còn phải tránh gió, tránh những nơi có đường đi, nếu không gia chủ sẽ gặp bất lợi với đường tài lộc. Bếp cần được đặt ở cung tương hợp vào cung sơn chủ, tức là mặt hậu của nhà, nên phải được đặt ở vị trí trong cùng của nhà. Cửa vào bếp phải tương hợp với nơi đặt bếp thì tài lộc của gia chủ sẽ phát, gia đình thịnh vượng. Bếp cũng không nên đặt trên giếng nước, hầm rút. Đặt bếp ở những vị trí này, gia chủ và người thân thường hay ốm đau, thường mất hòa khí trong nhà. Trong những ngôi nhà hiện đại, bếp thường kết hợp cùng với máy hút khói, bồn rửa chén. Quý vị cần đặt máy hút khói ngay trên bếp, còn bồn rửa chén thì không được cao hơn bếp, cách xa nơi đỏ lửa ít nhất 60 cm. Bàn ăn trong nhà bếp không được đặt dưới rầm hoặc xà ngang, vì nó tạo cảm giác bị đè nén, không thuận lợi cho đường công danh của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Thưa quý vị, gia chủ tuổi Tân Hợi nên chọn các màu vàng, thổ, màu ánh kim, kết hợp với mặt đá, gạch men và nhựa tổng hợp. Nhưng dù bằng vật liệu gì thì bề mặt bàn và tủ bếp nên nhẵn và bóng vừa phải, giảm các chi tiết rối mắt, tránh nhiều khe hốc. Phong thủy nhà bếp cho người tuổi Quý Hợi. Thưa quý vị, theo quan niệm của thuật phong thủy, bếp đóng một vai trò quyết định sự thịnh vượng, nguồn tài lộc của cả gia đình. Việc bày biện bếp ra sao và đặt bếp hướng nào, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết cụ thể. Thưa quý vị, năm sinh âm lịch Quý Hợi, khỏe mệnh Cấn, Thổ, thuộc Tây Thư Mệnh, ngũ hành Đại Hải Thủy, nước biển lớn, hướng tốt, Tây Nam sinh khí, Tây Diên Niên, Tây Bắc Thiên Y, Đông Bắc Phục Vị, hướng xấu, Nam Hòa Hại, Đông Nam Tuyệt Mệnh, Đông Lục Sát, Bắc Ngũ Quỷ. Thưa quý vị, sinh khí có nghĩa là thu hút tài lộc, danh tiếng, tham quan phát tài. Thiên Y là cải thiện sức khỏe, trường thọ. Diên Niên là củng cố các mối quan hệ trong gia đình, tình yêu, tình bạn và tình đồng nghiệp. Phục vị là củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử và trong học hành. Họa hại là không may mắn, thị phi, thất bại. Ngũ quỷ là mất nguồn thu nhập,
mất việc làm, xung đột, lục sát là xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận kiện tụng, tuyệt mệnh là phá sản, bệnh tật. Thưa quý vị, nếu nhà được một trong các hướng tốt như Tây Nam sinh khí, Tây diên niên, Tây Bắc thiên y, Đông Bắc phục vị, thì quý vị có thể đặt bếp quay về một trong các hướng tốt đó, trừ hướng nhà, vì bếp kỵ cùng hướng với hướng của nhà. Bếp nấu cũng là một yếu tố rất quan trọng, vì mọi bệnh tật, vệ sinh đều sinh ra từ đó. Hướng bếp nên đặt ở hướng xấu và nhìn về hướng tốt. Theo quan niệm tỏa hung hướng cát, hướng bếp có thể hiểu là hướng cửa bếp đối với bếp lò, bếp dầu, hướng công tác điều khiển đối với bếp điện, bếp ga. Gia chủ tuổi Quý Hợi nên đặt bếp tỏa cửa hướng nam họa hại, đông nam tuyệt mệnh, đông lục sát, bắc ngũ quỷ. Nó có ý nghĩa như thiêu đốt đi những điều không tốt lành. Đặt bếp nhìn về cửa hướng tốt như Tây Nam sinh khí, Tây diên niên, Tây Bắc thiên y, Đông Bắc phục vị, vì hướng cửa bếp là nơi đưa củi vào đáy nồi để đốt. Hai hướng công tắc phải đặt nó quay về hướng lành, như thế nhanh có phúc. Chậu rửa cũng như khu phụ được hiểu là nơi xả trôi nước, tức là xả trôi đi những điều không may mắn, nên đặt tại các hướng xấu như hướng nam họa hại, đông nam tuyệt mệnh, đông lục sát, bắc ngũ quỷ. Cửa cứ bếp nấu không được để thẳng với cửa chính của nhà, hoặc nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ, người nằm ngủ sẽ gặp tai ương. Bếp nên tránh đặt gần chậu rửa, tủ lạnh, tránh có cửa sổ phía sau, tránh giáp các diện tường hướng tây. Bếp không được đối diện với cửa nhà vệ sinh, bởi vì nhà vệ sinh là nơi có nhiều vi khuẩn, có luồng không khí không tốt, dễ gây nên các bệnh qua đường ăn uống. Quý vị cũng cần tránh đặt bếp ngay dưới xà ngang, bởi xà ngang áp trên bếp chủ về hao tài tốn của. Vị trí gian bếp nên đảm bảo ánh sáng hài hòa, tránh bị quá ẩm thấp tối tăm, phải có cửa thông gió khử mùi để không khí lưu thông. Theo phong thủy, bếp còn phải tránh gió, tránh những nơi có đường đi, nếu không gia chủ sẽ gặp bất lợi với đường tài lộc. Bếp cần được đặt ở cung tương hợp vào cung sơn chủ, tức là mặt hậu của nhà, nên phải được đặt ở vị trí trong cùng của nhà. Cửa vào bếp phải tương hợp với nơi đặt bếp thì tài lộc của gia chủ sẽ phát, gia đình thịnh vượng. Bếp cũng không nên đặt trên giếng nước, hầm rút. Đặt bếp ở những vị trí này, gia chủ và người thân thường hay ốm đau, thường mất hòa khí trong nhà. Trong những ngôi nhà hiện đại, bếp thường kết hợp cùng với máy hút khói, bồn rửa chén. Quý vị cần đặt máy hút khói ngay trên bếp, còn bồn rửa chén thì không được cao hơn bếp, cách xa nơi đỏ lửa ít nhất 60 cm. Bàn ăn trong nhà bếp không được đặt dưới rầm hoặc xà ngang, vì nó tạo cảm giác bị đè nén, không thuận lợi cho đường công danh của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Gia chủ tuổi Quý Hợi nên chọn các màu sắc trong bếp là màu gỗ mộc, màu ánh kim. Tủ bếp hiện đại thường làm bằng gỗ chống cháy, kết hợp với mặt đá, gạch men và nhựa tổng hợp. Nhưng dù bằng vật liệu gì thì bề mặt bàn và tủ bếp nên nhẵn và bóng, và phải giảm các chi tiết rối mắt, tránh nhiều khe hốc khó làm vệ sinh. Phong thủy nhà bếp cho người tuổi Ất Hợi. Thưa quý vị, theo quan niệm của thuật phong thủy của người xưa, bếp đóng một vai trò quyết định sự thịnh vượng, nguồn tài lộc của cả gia đình. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết. Thưa quý vị, năm sinh âm lịch Ất Hợi, khỏe mệnh Khôn, Thọ, thuộc Tây tứ mệnh, ngũ hành Sơn, Đầu, Hỏa, hướng tốt Đông Bắc sinh khí, Tây Bắc diên niên, Tây thiên y, Tây Nam phục vị, hướng xấu Đông hỏa hại, Bắc tuyệt mệnh, Nam lục sát, Đông Nam ngũ quỷ. Thưa quý vị, sinh khí có nghĩa là thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Thiên y là cải thiện sức khỏe, trường thọ. Diên niên là củng cố các mối quan hệ trong gia đình. Phục vị là củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử và trong công việc học hành. Họa hại là không may mắn, thị phi, thất bại. Ngũ quỷ là mất nguồn thu nhập, mất việc làm. Lục sát là xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng. Tuyệt mệnh là phá sản, bệnh tật. Thưa quý vị, nếu nhà được một trong các hướng tốt như Đông Bắc sinh khí, Tây Bắc diên niên, Tây thiên y, Tây Nam phục vị, thì quý vị có thể đặt bếp quay về một trong các hướng tốt đó, trừ hướng nhà, vì bếp kỵ cùng hướng với hướng của nhà. Bếp nấu cũng là một yếu tố rất quan trọng, vì mọi bệnh tật, vệ sinh đều sinh ra từ đó. Hướng bếp nên đặt ở hướng xấu và nhìn về hướng tốt. Theo quan niệm tọa hung hướng cát, hướng bếp có thể hiểu là hướng cửa bếp đối với bếp lò, bếp dầu, hướng công tắc điều khiển đối với bếp điện, bếp ga. Gia chủ tuổi Ất Hợi nên đặt bếp tỏa các hướng đông họa hại,
Bắc tuyệt mệnh, Nam lục sát, Đông Nam ngũ quỷ. Nó có ý nghĩa như thiêu đốt đi những điều không tốt lành. Đặt bếp nhìn về cơ hướng tốt như Đông Bắc sinh khí, Tây Bắc diên niên, Tây thiên y, Tây Nam phục vị. Vì hướng cửa bếp là nơi đưa củi vào đáy nồi để đốt, hay hướng công tắc phải đặt nó quay về hướng lành, như thế nhanh có phúc. Chậu rửa cũng như khu phụ được hiểu là nơi xả trôi nước, tức là xả trôi đi những điều không may mắn, nên đặt tại các hướng xấu như hướng Đông hoa hại, Bắc tuyệt mệnh, Nam lục sát, Đông Nam ngũ quỷ. Cửa cứ bếp nấu không được để thẳng với cửa chính của nhà, hoặc nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ, người nằm ngủ sẽ gặp tai ương. Bếp nên tránh đặt gần chậu rửa, tủ lạnh, tránh có cửa sổ phía sau, tránh giáp các diện tường hướng Tây. Bếp không được đối diện với cửa nhà vệ sinh, bởi vì nhà vệ sinh là nơi có nhiều vi khuẩn, có luồng không khí không tốt, dễ gây nên các bệnh qua đường ăn uống. Quý vị cũng cần tránh đặt bếp ngay dưới xà ngang, bởi xà ngang áp trên bếp chủ về hao tài tốn của. Vị trí gian bếp nên đảm bảo ánh sáng hài hòa, tránh bị quá ẩm thấp tối tăm, phải có cửa thông gió khử mùi để không khí lưu thông. Theo phong thủy, bếp còn phải tránh gió, tránh những nơi có đường đi, nếu không gia chủ sẽ gặp bất lợi với đường tài lộc. Bếp cần được đặt ở cung tương hợp vào cung sơn chủ, tức là mặt hậu của nhà, nên phải được đặt ở vị trí trong cùng của nhà. Cửa vào bếp phải tương hợp với nơi đặt bếp thì tài lộc của gia chủ sẽ phát, gia đình thịnh vượng. Bếp cũng không nên đặt trên giếng nước, hầm rút. Đặt bếp ở những vị trí này, gia chủ và người thân thường hay ốm đau, thường mất hòa khí trong nhà. Trong những ngôi nhà hiện đại, bếp thường kết hợp cùng với máy hút khói, bồn rửa chén. Quý vị cần đặt máy hút khói ngay trên bếp, còn bồn rửa chén thì không được cao hơn bếp, cách xa nơi đỏ lửa ít nhất 60 cm. Bàn ăn trong nhà bếp không được đặt dưới rầm hoặc xà ngang, vì nó tạo cảm giác bị đè nén, không thuận lợi cho đường công danh của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Thưa quý vị, gia chủ tuổi Ất Hợi nên chọn các màu sắc trong bếp là màu gỗ mộc, màu đỏ sậm, hỏa. Tủ bếp hiện đại thường làm bằng gỗ chống cháy kết hợp với mặt đá gạch men, nhưng dù bằng vật liệu gì thì bề mặt bàn và tủ bếp nên nhẵn và bóng, và phải giảm các chi tiết rối mắt, tránh nhiều khe hốc, khó làm vệ sinh phong thủy nhà bếp cho người tuổi Đinh Hợi. Thưa quý vị, theo quan niệm của thuật phong thủy của người xưa, bếp đóng một vai trò quyết định sự thịnh vượng, nguồn tài lộc của cả gia đình. Việc bày biện bếp ra sao và đặt bếp hướng nào thì hợp với tuổi Đinh Hợi, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần chi tiết cụ thể. Thưa quý vị, năm sinh âm lịch Đinh Hợi, khỏe mệnh Khôn Thổ, ngũ hành Ốc Thượng Thổ, hướng tốt Tây Bắc diên niên, Đông Bắc sinh khí, Tây Nam phục vị, Tây thiên y, hướng xấu Bắc tuyệt mệnh, Đông hoa hại, Đông Nam ngũ quỷ, Nam lục sát. Thưa quý vị, sinh khí có nghĩa là thu hút tài lộc, danh tiếng, tham quan phát tài. Thiên y là cải thiện sức khỏe, trường thọ. Diên niên là củng cố các mối quan hệ trong gia đình. Phục vị là củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử và trong công việc học hành. Hỏa hại là không may mắn, thị phi, thất bại. Ngũ quỷ là mất nguồn thu nhập, mất việc làm. Lục sát là xáo trộn trong quan hệ tình cảm, thù hận, kiện tụng. Tuyệt mệnh là phá sản, bệnh tật. Thưa quý vị, nếu nhà được một trong các hướng tốt như Tây Bắc diên niên, Đông Bắc sinh khí, Tây Nam phục vị, Tây thiên y, thì quý vị có thể đặt bếp quay về một trong các hướng tốt đó, trừ hướng nhà, vì bếp kỵ cùng hướng với hướng của nhà. Bếp nấu cũng là một yếu tố rất quan trọng, vì mọi bệnh tật vệ sinh đều sinh ra từ đó. Hướng bếp nên đặt ở hướng xấu và nhìn về hướng tốt. Theo quan niệm tỏa hung hướng cát, hướng bếp có thể hiểu là hướng cửa bếp đối với bếp lò, bếp dầu, hướng công tắc điều khiển đối với bếp điện, bếp ga. Gia chủ tuổi Đinh Hợi nên đặt bếp tỏa các hướng Bắc tuyệt mệnh, Đông hỏa hại, Đông Nam ngũ quỷ, Nam lục sát. Nó có ý nghĩa như thiêu đốt đi những điều không tốt lành. Đặt bếp nhìn về các hướng tốt như hướng Tây Bắc diên niên, hướng Đông Bắc sinh khí, hướng Tây Nam phục vị, hướng Tây thiên y. Vì hướng cửa bếp là nơi đưa củi vào đáy nồi để đốt, hay hướng công tắc phải đặt nó quay về hướng lành, như thế gia đình làm ăn thịnh vượng và nhanh có phúc. Chậu rửa cũng như khu phụ được hiểu là nơi xả trôi nước, tức là xả trôi đi những điều không may mắn, nên đặt tại các hướng xấu như hướng Bắc tuyệt mệnh, Đông hỏa hại, Đông Nam ngũ quỷ.
nam, lục sát. Cửa cứ bếp nấu không được để thẳng với cửa chính của nhà, hoặc nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ, người nằm ngủ sẽ gặp tai ương. Bếp nên tránh đặt gần chậu rửa, tủ lạnh, tránh có cửa sổ phía sau, tránh giáp các diện tường hướng tây. Bếp không được đối diện với cửa nhà vệ sinh, bởi vì nhà vệ sinh là nơi có nhiều vi khuẩn, có luồng không khí không tốt, dễ gây nên các bệnh qua đường ăn uống. Quý vị cũng cần tránh đặt bếp ngay dưới xà ngang, bởi xà ngang áp trên bếp chủ về hao tài tốn của. Vị trí gian bếp nên đảm bảo ánh sáng hài hòa, tránh bị quá ẩm thấp tối tăm, phải có cửa thông gió khử mùi để không khí lưu thông. Theo phong thủy, bếp còn phải tránh gió, tránh những nơi có đường đi, nếu không gia chủ sẽ gặp bất lợi với đường tài lộc. Bếp cần được đặt ở cung tương hợp vào cung sơn chủ, tức là mặt hậu của nhà, nên phải được đặt ở vị trí trong cùng của nhà. Cửa vào bếp phải tương hợp với nơi đặt bếp thì tài lộc của gia chủ sẽ phát, gia đình thịnh vượng. Bếp cũng không nên đặt trên giếng nước, hầm rút. Đặt bếp ở những vị trí này, gia chủ và người thân thường hay ốm đau, thường mất hòa khí trong nhà. Trong những ngôi nhà hiện đại, bếp thường kết hợp cùng với máy hút khói, bồn rửa chén. Quý vị cần đặt máy hút khói ngay trên bếp, còn bồn rửa chén thì không được cao hơn bếp, cách xa nơi đỏ lửa ít nhất 60 cm. Bàn ăn trong nhà bếp không được đặt dưới rầm hoặc xà ngang, vì nó tạo cảm giác bị đè nén, không thuận lợi cho đường công danh của gia chủ và các thành viên trong gia đình. Thưa quý vị, gia chủ tuổi Đinh Hợi nên chọn các màu sắc trong bếp là màu đỏ sậm, hỏa hoặc màu vàng thổ. Tủ bếp hiện đại thường làm bằng gỗ chống cháy kết hợp với mặt đá gạch men, nhưng dù bằng vật liệu gì thì bề mặt bàn và tủ bếp nên nhẵn và bóng, và phải giảm các chi tiết rối mắt và tránh nhiều khe hốc khó làm vệ sinh. Xin cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn.